Tiệc cưới đẳng cấp lung linh như cung điện của cặp đôi Lan Khuê và Trân Tú Nguyễn. Những hình ảnh đẹp nhất về lễ cưới của Lan Khuê Trân Tú Nguyễn đã được hé lộ. Giây phút ngọt ngào thăng hoa trong cảm xúc của cặp đôi, trai tài gái sắc đều khiến người xem trầm trồ ngưỡng mộ. Hôm qua lúc 18 giờ 4 tháng 10, lễ cưới của cặp đôi trai tài gái sắc Lan Khuê, Trân Tú Nguyễn đã được diễn ra ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là nơi từng diễn ra ngày trọng đại của nhiều cặp đôi V-Biz khác như Trấn Thành Harry Won, Nhã Phương Trường Giang. Sau một thời gian yêu nhau và tìm hiểu, cuối cùng cuộc tình của Lan Khuê đã được đánh dấu bằng đám cưới cổ tích đầy lãng mạn và ngọt ngào. Lan Khuê cùng ông xã xuất hiện sẵn sàng đón khách mời tới dự đám cưới. Trong ngày trọng đại của cặp đôi có sự góp mặt của dàn nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt. Chiếc váy đính đá từng xuất hiện trong clip demo váy cưới của Lan Khuê đã được cô khoác lên mình vô cùng lộng lẫy. Thiết kế này đã được đặt may riêng để cùng với vị hôn phu đón những vị khách đặc biệt trong ngày vui của mình. Cặp tân lang tân nương rạng rỡ trong sự chúc phúc của bạn bè. Tên của cặp đôi Trân Tú Nguyễn và Lan Khuê được thiết kế ấn tượng. Tiệc cưới được phủ tông trắng, được trang trí bằng hoa hồng và dây pha lê. Không gian tiệc cưới đẹp lung linh như cổ tích, ngập ánh đèn và nến tạo cảm giác sang trọng, xa hoa. Riêng, sân khấu nổi bật với chùm đèn pha lê khổng lồ. Ảnh cưới của Tuấn Son và Lan Khuê cũng liên tục được cập nhật trên màn hình lớn trước khi bắt đầu lễ cưới. Cô dâu chú rể đã sử dụng 10.000 ngọn nến treo lơ lửng giữa khán phòng như một tòa lâu đài. Ánh nến trải khắp lễ đường nơi cô dâu chú rể sẽ bước lên chính thức làm lễ. Dọc lối đi quanh sân khấu được trang trí như một khu vườn cổ tích với rất nhiều hoa tươi. Từng bàn tiệc cũng được bày trí đẹp mắt. Với thực đơn tiệc cưới đắt đỏ khiến quan khách dự đám cưới cũng phải trầm trồ với 2 món khai vị, 3 món chính, 2 món tráng miệng. Những khoảnh khắc ý nghĩa trong đám hội trước đó diễn ra vào ngày 24 tháng 9 vừa qua được trình chiếu trên màn hình lớn của buổi tiệc. Cảm xúc hạnh phúc của cặp đôi trẻ Lan Khuê Trân Tú Nguyễn được thể hiện qua từng thước phim ghi lại. Cô dâu xinh đẹp Lan Khuê bước lên lễ đường, vừa đi vừa nghẹn ngào. Những xúc cảm trào dâng khiến cô dâu rơi những giọt nước mắt hạnh phúc và ôm chặt chú rể. Đứng trên sân khấu, Lan Khuê bật khóc nức nở, ôm lấy chồng trong ngày trọng đại. Khoảng thời gian yêu nhau, Trân Tú Nguyễn không ngại chia sẻ với Lan Khuê về những mối quan hệ của mình vì không muốn vợ phải buồn hay tổn thương. Lan Khuê được ông xã ân cần cầm mic giúp để phát biểu. Những hành động ngọt ngào trong lễ cưới khiến người thân bạn bè đều tràn đầy cảm xúc. Người đẹp vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của mình. Hôm nay chính là một trong những ngày hạnh phúc nhất của Lan Khuê và Trân Tú Nguyễn. Lễ cưới không chỉ lãng mạn và ngọt ngào mà còn chứa đầy tình yêu thương của cặp đôi trai tài gái sắc. Đám cưới đẹp tuyệt vời, lung linh như sứ thỏ thần tiên của Lan Khuê khiến nhiều người trầm trồ ngưỡng mộ. Từng được cho là kẻ thù không đội trời chung, Minh Tú nói gì trước thời khắc Lan Khuê cất bước theo chồng? Đám cưới của Lan Khuê chính thức diễn ra, Minh Tú bất ngờ gửi lời chúc phúc tới đồng nghiệp từng thân thiết trên mạng xã hội. Hôm nay 4 tháng 10, hôn lễ của hoa khôi áo dài Lan Khuê và đại gia Tuấn John sẽ chính thức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. Cho đến thời điểm hiện tại, mọi công đoạn chuẩn bị cho ngày hạnh phúc của cặp đôi đã được gấp rút hoàn tất. Lan Khuê đã sẵn sàng theo chàng về dinh. Ai cũng háo hức chờ đợi giây phút hoa khôi mặc váy cưới lộng lẫy bước lên lễ đường. Trước khi đám cưới của Lan Khuê chính thức diễn ra, người mẫu Minh Tú bất ngờ có lời nhắn nhủ tới đồng nghiệp từng thân thiết trên mạng xã hội. Dù thế nào đi chăng nữa, thành tâm chúc bạn trăm năm hạnh phúc, Minh Tú viết. Trước đó, Minh Tú và Lan Khuê từng được biết đến là đôi bạn rất thân của làng mốt Việt. Họ cùng tham dự cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2013 và giành được những giải thưởng đáng tự hào. Tuy nhiên, chỉ ít năm sau đó, hai người đẹp có những khúc mắc và khó có thể thân thiết như xưa. Scandal hoa đổi đồ năm 2016 được cho là mồi lửa đốt cháy tình bạn thân thiết giữa Lan Khuê và Minh Tú. Cụ thể, sau một show diễn thời trang lớn tại Hà Nội, Minh Tú bức xúc chia sẻ trên trang cá nhân về việc bị đổi đồ trước giờ mở màn, người khiến chân dài bức xúc là vedette mang danh hoa của show diễn đó. Không chỉ đích danh ai nhưng hoa khôi Lan Khuê, vedette của show diễn thời trang đó được cho là đối tượng mà Minh Tú hướng tới. Nhận thấy đồng nghiệp có hiểu lầm nào đó, Lan Khuê viết một status lên trang cá nhân và tác tên đồng nghiệp để làm rõ. Sau khi hoa khôi lên tiếng, cả hai đã xóa bỏ hiểu lầm. Nhưng sau sự việc này, họ không còn nói chuyện với nhau nữa. Ngay cả khi chạm mặt trong một số sự kiện giải trí hay các show diễn, hai chân dài cũng coi như không có sự tồn tại của đối phương.
Một năm sau scandal hoa đổi đồ, hai chân dài bất ngờ cùng xuất hiện tại The Face 2017 với tư cách huấn luyện viên. Những màn cãi vã tay đôi của hai chân dài khiến nhiều người đồn đoán nguyên nhân là thù xưa vẫn chưa thanh toán hết. Thậm chí trong một tập phát sóng, màn xô đẩy của Minh Tú Lan Khuê còn khiến ekip hai bên cãi nhau như chợ vỡ trên mạng xã hội. Tưởng đã cạch mặt nhưng cặp chân dài vẫn chụp ảnh chung trong một sự kiện sau đó. Hé lộ chân dung người mẹ tâm lý được ca sĩ Thanh Thảo khen ngợi hết lời. Không chỉ được chồng yêu thương, chăm sóc mà ca sĩ Thanh Thảo còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có một người mẹ chồng tâm lý chiều con dâu. Mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Thanh Thảo khoe ảnh mẹ chồng cùng lời chia sẻ. Happy birthday, grandmom. Wish you always happy and peaceful. Bà nội của Talia 80 tuổi mà rất trẻ trung, khỏe mạnh và rất cưng mẹ của Talia. Chúc bà nội luôn bình yên trong sự yêu thương, che chở của Đức Chúa Trời. Bên cạnh đó, Thanh Thảo còn chia sẻ đoạn tin nhắn mà mẹ chồng người Hoa gửi cho cô bằng tiếng Việt. Cảm ơn hai con nhiều đã có lòng yêu má vô cùng. Với lời chúc cầu nguyện chân thành của các con, má rất là vui sướng. Khi có các con ở bên cạnh mà quan tâm đến má, nguyện Chúa ban cho con một gia đình hạnh phúc như ý Chúa. Ban cho con trẻ mãi, đẹp mãi, bé Talia của nội mau lớn và ngoan ngoãn. Bên cạnh sự yêu mến của chồng và sự hiếu thảo của con, cùng với sự yêu thương thân mến của đại gia đình, xin cảm ơn Chúa. Đầu tiên, ca sĩ Thanh Thảo khoe ảnh mẹ chồng. Sau khi nhận được lời chúc của Thanh Thảo, mẹ chồng người Hoa đã viết tiếng Việt cảm ơn con dâu. Đây là lần đầu tiên ca sĩ Thanh Thảo khoe hình ảnh của mẹ chồng. Trước đây, nữ ca sĩ từng hết lời khen ngợi sự tâm lý và cách chăm sóc con dâu của mẹ chồng người Hoa. Thanh Thảo từng chia sẻ về gia đình chồng. Bố mẹ anh ấy đều là người Hoa, thành ra không biết ca sĩ Việt Nam và cũng không biết tôi là ca sĩ luôn. Vừa nhận lời làm bạn gái của anh ấy thì gia đình anh ấy đã tổ chức một bữa tiệc ở nhà hàng với tổng cộng 6 bàn, vì đó là truyền thống gia đình. Cả bà con dòng họ đều đến để xem mắt tôi. Khi gặp mẹ anh, tôi thấy bà là một người phụ nữ rất vui vẻ, tháo vát và hiền hậu nên tôi cảm thấy rất thoải mái, nhẹ nhàng. Lần đầu gặp tôi, bác gái nói rằng Tôm có cho bác xem rất nhiều hình ảnh của tôi nhưng ở ngoài có vẻ dễ thương hơn. Ngoài ra, mẹ chồng của Thanh Thảo còn làm nhiều đồ ăn ngon cho con dâu, thậm chí bà tâm lý đến mức muốn mang rau sạch tự trồng đến nhà cho con, nhưng vẫn hỏi ý kiến của con dâu trước khi đến. Những món ngon mẹ chồng Thanh Thảo từng nấu cho con dâu. Đoạn tin nhắn vô cùng tâm lý của mẹ chồng từng được Thanh Thảo chia sẻ. Harigon sexy, trứng thành loè loẹt giống như hai chị em trong tiệc sinh nhật của Đàm Vĩnh Hưng. Xuất hiện trong tiệc sinh nhật của Đàm Vĩnh Hưng, Harigon và trứng thành khiến dân mạng vô cùng ngỡ ngàng bởi hình ảnh có phần đối lập của cặp đôi. Sau khi kết hôn với trứng thành, nữ ca sĩ Harigon ngày càng trở nên xinh đẹp và quyến rũ hơn. Trong nhiều sự kiện, cô xuất hiện với vẻ sang trọng và lộng lẫy, khác hẳn với hình ảnh giản dị trước đây. Không thể phủ nhận Harigon ngày càng trẻ trung và xinh đẹp. Vừa qua, Harigon đã diện một váy màu xanh ngọc bích khá gợi cảm, để lộ gần hết vùng lưng đốt mắt người nhìn. Nữ ca sĩ khiến nhiều fan hâm mộ suýt xoa, ôi trời ơi, không thể nói nên lời, sự quyến rũ chết người, chết ngạt vì thính của chị quá, sexy quá trời luôn. Trái lại với Harigon, ông xã của cô là danh hài Trấn Thành, lại gây nhiều tranh cãi bởi bộ trang phục khá loè loẹt, tô son môi quá đậm, có phần nữ tính. Nhiều khán giả nhận xét, Trấn Thành điệu quá, nhìn bóng quá, tô son hơi quá đà. Riết dù giống như hai chị em quá, ăn mặc cái áo gì mà chả men gì cả. Trái ngược với những lời khen ngợi Harigon, Trấn Thành lại bị chê ăn mặc điệu đà nữ tính, tô son trông như hai chị em. Nhiều fan nhận xét về hình ảnh của Trấn Thành ngày càng bóng. Trước khi kết hôn với Harigon, Trấn Thành từng bị dính nhiều tin đồn về giới tính. Tuy nhiên, nam danh hài chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hay phủ định điều này. Kỳ duyên mâu thủy và dàn sao lộng lẫy dự tiệc cưới của Lan Khuê. Lễ cưới của Lan Khuê và ông xã doanh nhân ở Sài Gòn vào tối 4 tháng 10 hôm nay có sự tham dự của nhiều người nổi tiếng như An Nguy, Á hậu Huyền My, My Du. MC Kỳ Duyên lộng lẫy với đầm dạ hội đỏ đảm nhận MC của lễ cưới, nên khi đến tiệc chị vội vã vào trong chuẩn bị. Eric chơi thân với hai vợ chồng Lan Khuê,
nam ca sĩ nhắn nhủ mong sớm nhận được tin vui từ cô dâu và chú rể. Mâu Thủy chia sẻ bất ngờ khi biết Lan Khuê John Tuấn Nguyễn kết hôn vì cô chơi với hai người từ lâu và cả hai đều kín tiếng. Mai Ngô lộ vóc dáng thiếu thanh mảnh trong chiếc đầm ôm sát, cô thân thiết với cô dâu sau chương trình The Face mùa đầu tiên. Miyu cho biết cô đang bị bệnh nhưng không thể vắng mặt trong ngày vui của Lan Khuê. Cả hai trở nên thân thiết sau khi hợp tác chung trong phim Mẹ Chồng. Nữ diễn viên nói vui, mỗi lần đi đám cưới đều nghe câu hỏi bao giờ đến lượt mình. Miyu khẳng định chưa muốn lấy chồng sớm, bởi vì tôi rất vui và hạnh phúc với cuộc sống độc thân. Cặp đôi Quang Đăng Thái Trinh, Tông Sụt Tông đi dự tiệc. Su Liên Nguyễn trung thành với phong cách gợi cảm, cô cho biết đến đám cưới rất háo hức được nhận hoa cưới từ Lan Khuê. Nguyễn Thị Loan xuất hiện với gương mặt căng cứng khác lạ. An Nguy một mình đi tiệc cưới sau ồn ào tình cảm với Kiều Minh Tuấn. Nữ diễn viên từ chối mọi câu hỏi của phóng viên, nhanh chóng đi vào tiệc cưới. Khi tạo dáng trước ống kính, cô tỏ ra gượng gạo. Đến chúc mừng cô dâu chú rể có sự xuất hiện của nhiều gương mặt quen thuộc showbiz. Á hậu Huyền My là khách mời đến sớm nhất. Huyền My chia sẻ bản thân có chút ganh tị với hạnh phúc của đồng nghiệp. Cô than thở không biết bao giờ mới tìm được người đàn ông của mình như giống Lan Khuê. Trương Kiều Diễm diện đầm trắng thanh lịch đến chúc mừng Lan Khuê. Lệ Hằng cho biết rất vui khi được tham gia tiệc cưới hai người bạn thân. Tôi chơi với Tuấn John từ 5 năm trước. Tôi muốn gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến anh và chị, người mẫu nói. Điều khác biệt trong đám cưới của Hoa Khôi là cô dâu chú rể đón khách ngay trong phòng tiệc. Sau đó cặp đôi chụp hình lưu niệm với khách mời tại sân khấu lộng lẫy của tiệc cưới.